Tân Phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình Việt News Arizona và US, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 12, mời quý khán giả cùng đón xem một số tin từ các tiểu bang và tin Hoa Kỳ. Tin Arizona. Thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona trát đòi quận Maricopa để kiểm tra các lá phiếu đã quét máy bầu phiếu Dominion. Vợ cũ của người sáng lập Amazon, Jeff Bezos, quyên góp 10 triệu Mỹ Kim cho Tucson United Way. Tin California. Chủ nhà hàng ở California, người đã lớn tiếng với các thanh tra về các hạn chế coronavirus cực kỳ không công bằng. Cảnh sát trưởng California từ chối thả 1.800 tù nhân sau lệnh của thẩm phán, mối đe dọa nghiêm trọng đối với cộng đồng. Tin Pennsylvania. Bão mùa đông đến trung tâm Pennsylvania, tuyết dự kiến nhiều hơn 1 phút. Tin New Jersey. Cửa hàng drive-thru đầu tiên của Wawa sắp mở ở New Jersey. Tin New York. Cập nhật về coronavirus giai đoạn 2 của New York, tiêm chủng có thể bắt đầu vào cuối tháng 1. Tin Washington DC. Bão mùa đông tấn công khu vực DC với tuyết có thể có 8-12 inch về phía bắc, phía tây. Tin Virginia. Khu vực chánh Tây Virginia tổ chức ngày tuyết rơi để trẻ em gia đình có thể tạo kỷ niệm. Tin Hoa Kỳ. Nhiều nhân chứng làm chứng về sự bất thường trong bầu cử tại phiên điều trần thượng viện. Các luật bị vi phạm nghiêm trọng của Pennsylvania trước cuộc bầu cử, Starr nói. Johnson. Các chuyên gia khoa học máy tính nên kiểm tra máy bầu. Và giờ này, mời quý khán giả cùng đón xem các bản tin chi tiết từ các tiểu bang và tin Hoa Kỳ. Mùa Giáng sinh lại về trên mọi miền đất nước. Tân Phúc thay mặt cho các anh chị em của Việt News Arizona và US gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến với quý khán giả đã yêu thương ủng hộ Việt News trong thời gian qua. Chúc quý khán giả có một mùa Giáng sinh đầy ấm áp, yêu thương và hạnh phúc với những người thân yêu của mình, cũng như một năm mới đầy phước hạnh, an lành và thịnh vượng. Cindy đại diện cộng đồng Việt Nam Arizona xin kính chúc quý đồng hương và quý vị đang xem chương trình có một mùa lễ Giáng sinh an lành, hạnh phúc, ấm áp bên cạnh gia đình và người thân và một năm mới an khang, thịnh vượng. Tôi tên là Mục sư Nguyễn Tân, đang phục vụ tại Hội Thánh Tin Lành Phục Hưng Tempe, Arizona. Nhân dịp mùa Giáng sinh sắp tới, tôi xin thay mặt cho Hội Thánh kính chúc quý thân hữu, quý đồng hương và những khán giả của chương trình Việt News TV một mùa Giáng sinh thật là vui tươi, an lành, phước hạnh và một năm mới gia đình được hạnh phúc, công việc làm ăn được phát triển và nhất là Chúa Giêsu là đấng Giáng sinh cách đây hơn 2.020 năm sẽ là đấng ban phước cho tất cả chúng ta muôn tật hân lộc. Một mùa Giáng sinh lại về và một năm mới sắp đến. Mong trình sứ ngôn viên phụ trách phần tin của Pennsylvania, New Jersey và New York xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến quý khán thính giả, quý khách hàng đã ủng hộ đài Việt News Arizona và US trong thời gian qua cùng các anh chị em cộng tác viên của đài. Xin chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp, dồi dào nhiều sức khỏe bên gia đình và người thân cùng một năm mới thành công, nhiều may mắn. Merry Christmas and Happy New Year. Kính chào quý bạn chị em, tôi là linh mục Lucia Bùi Lam Sơn, chánh xứ giáo xứ San Luis de King thuộc địa phận Phoenix. Kính chúc quý bạn chị em một mùa Giáng sinh được tràn đầy ân sủng và bình an của Thiên Chúa, và xin Chúa luôn luôn phù hộ quý bạn chị em trong những ngày
sắp tới và một năm mới 2021 mọi sự bình an. Mùa Giáng sinh nữa lại về trên đất nước Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Oanh Gurgos xin gửi lời chúc tới tất cả quý vị đồng hương tại Arizona và ở trên nước Mỹ cũng như trên toàn thế giới một mùa Giáng sinh tràn đầy ấm áp, tình yêu thương và một năm mới an khang, thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc. Xin kính chào quý vị, tôi là mục sư Joshua Hải Hồ, mục sư quan nhiệm của Hội Thánh Phúc Âm và đây là nhà tôi. Kelly Hồ. Chúng tôi xin chúc quý vị một mùa Giáng sinh thật sự ấm áp, ngập tràn tình yêu thương của Chúa, bình an, hạnh phúc. Ôi tất cả mọi điều vì tốt lành hãy đến với tất cả mọi người của chúng ta. Năm 2020, Giáng sinh năm nay, xin chúc quý vị một năm phước hạnh và bình an trong cánh tay yêu thương của Chúa. Merry Christmas and Happy New Year. Thanh Tâm xin kính chào quý khán giả. Giáng sinh đã về, năm mới cũng sắp tới. Thanh Tâm, xứ ngôn viên đài Việt New, Arizona and US, phụ trách phần tin của vùng Virginia và DC, xin chúc cho quý khách có một mùa Giáng sinh vui vẻ bên gia đình, người thân và một năm mới thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống. Merry Christmas and Happy New Year. Lời nói đầu tiên, Kê Đình xin gửi tới khán giả của đài Việt News Arizona lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả gần xa trong thời gian qua đã không ngừng ủng hộ và yêu thương của đài Việt News. Và đó là nguồn động viên vô cùng lớn lao để đội ngũ sứ ngôn viên của đài làm việc hăng say hơn. Trong không khi Giáng sinh rộn ràng lung linh đang về, Kaden xin kính chúc quý khán thính giả gần xa một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình và những người thân thương. Và cũng trong nhân dịp năm mới, năm Tân Sửu năm 2021, xin kính chúc quý khán thính giả một năm mới vui vẻ, lạc quan, yêu đời phơi phới, hạnh phúc sẽ tới, niềm vui sẽ về. Xin chân thành cảm ơn quý vị. I'm Christian Lay. On this special holiday, I want to wish the audience of Viet News Arizona and US a very Merry Christmas and a Happy New Year. Và chúc cho quý vị một năm 2021, nếu mà mình không có gặp lại trước đó, sẽ tươi sáng hơn, sẽ vui hơn, sẽ bình an hơn, và dĩ nhiên là sẽ được cái ở trong gia đình thì luôn luôn lúc nào cũng có tiếng cười và sẽ ấm cúng. LTL Tailoring xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh vui vẻ và một năm mới an khang thịnh vượng. Trong một năm qua, LTL Tailoring xin chân thành cảm ơn những quý anh chị đã đến làm việc với LTL Tailoring và đã tin tưởng để cho Liên may những cái áo dài hoặc là những bộ đồ để cho các anh chị đi thi những cuộc thi sắc đẹp của Arizona cũng như ở ngoài tiểu bang. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và quý vị đang theo dõi chương trình Việt News TV. Kim Mai xin đại diện cho gia đình Phở Mai cảm ơn quý vị đồng hương và khán thính giả của Việt News TV đã ủng hộ Phở Mai trong thời gian qua. Và nhân dịp Giáng sinh về, Mai xin chúc mọi người có một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc, một năm mới an khang thịnh vượng. Nhân dịp Giáng sinh về và cũng một mùa năm mới sắp tới rồi, Long kính chúc quý vị và toàn thể gia đình một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Tin Arizona. Thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona trát đòi quận Maricopa để kiểm tra các lá phiếu đã quét máy bầu phiếu Dominion. Một thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona hôm thứ Hai đã ra lệnh trát đòi hầu tòa ở quận đông dân nhất của tiểu bang để kiểm tra các lá phiếu đã quét, máy bầu phiếu và phần mềm. Chủ tịch Thượng viện tiểu bang Arizona Karen Fan thông báo rằng thượng nghị sĩ tiểu bang Eddie Fanwood, một đảng viên đảng Cộng hòa, chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã tống đạt trát hầu tòa dưới sự chỉ đạo của bà cho ban giám sát quận Maricopa.
Một trác đòi hầu tòa yêu cầu kiểm tra lá phiếu được quét để thu thập hình ảnh lá phiếu điện tử được thực hiện cho tất cả các lá phiếu gửi qua thư được tính trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2020 ở Maricopa County, Arizona. Trác đòi hầu tòa thứ hai yêu cầu kiểm tra pháp y toàn bộ thiết bị, lập bản phiếu phần mềm cho thiết bị đó và hệ thống quản lý bầu cử được sử dụng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020. Flynn, một đảng viên đảng Cộng Hòa, tuyên bố trong một tuyên bố. Cô nói thêm rằng, một hội đồng giám sát quận Maricopa đã được tống đạt trác hầu tòa vào chiều thứ ba. Trác đòi hầu tòa yêu cầu thông tin được chuyển đến Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện hoặc vào hoặc trước 5 giờ chiều vào ngày 18 tháng 12 năm 2020. Tôi đánh giá cao cam kết của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Clint Hickman đối với tính toàn vẹn của quy trình bầu cử ở Arizona và tôi biết ông ấy chia sẻ tất cả các mối quan tâm của chúng tôi, Flynn nói thêm. Hickman, Chủ tịch Hội đồng Giám sát quận Maricopa, nói với các nhà lập pháp trong phiên điều trần kéo dài 6 giờ vào thứ Ba rằng đã có kế hoạch cho một cuộc kiểm toán nhưng các quan chức không thể tiến hành vì vụ kiện tụng đang diễn ra. Vợ cũ của người sáng lập Amazon, Jeff Bezos, nguyên góp 10 triệu Mỹ Kim cho Tucson United Square. Tin từ Phoenix, các quan chức của United Square của Tucson và Southern Arizona đã thông báo vào ngày 15 tháng 12 rằng họ là người thụ hưởng món quà trị giá 10 triệu Mỹ Kim từ vợ cũ của người sáng lập Amazon, Jeff Bezos. Theo một tuyên bố, và các quan chức của các tổ chức cho biết mặc dù khoản quyên góp của Mackenzie Scott không đi kèm với bất kỳ điều kiện nào, nhưng họ đã có một kế hoạch chiến lược để sử dụng khoản tiền quyên góp để chống lại sự chênh lệch về chủng tộc và kinh tế, giải quyết vấn đề cứu trợ COVID-19 và đáp ứng các nhu cầu bức thiết của cộng đồng. Khoản quyên góp này là khoản đóng góp tổ chức nhận được lớn nhất từ trước tới giờ trong lịch sử. Các quan chức của United Square và của Tucson và Southern Arizona cho biết họ chỉ là một trong 384 tổ chức phi lợi nhuận sẽ được hưởng từ các khoản quyên góp của cô. Các tổ chức khác của Arizona được hưởng lợi từ khoản quyên góp của Scott bao gồm Valley of the Sun, United Square, YMCA của Nam Arizona và YMCA của Nam Arizona. Tin California, chủ nhà hàng ở California, người đã lớn tiếng với các thanh tra về các hạn chế coronavirus cực kỳ không công bằng. Một chủ nhà hàng ở California được cho là đã vi phạm quy định về ngăn chặn coronavirus của tiểu bang đã tham gia phát biểu hôm thứ Tư để thảo luận về video lan truyền về các đối đầu của anh ta đối với thanh tra y tế. Chà, tôi vẫn đang chờ xem chuyện gì xảy ra, Anton Van Hartman nói với Outnumber Overtime. Thực sự đáng báo động và không công bằng cho tôi đang tuân thủ các quy tắc và làm những gì họ muốn tôi làm. Và chỉ vì tôi đã phản đối và đặt bàn của mình ra bên ngoài, đó là quyền của tôi, trong khi 2 đến 3 giờ tối qua họ đã thông báo cho tôi đóng cửa nhà hàng. Trong video được chia sẻ bởi một phóng viên của Daily Caller, Ben Happen nói với các thanh tra y tế công cộng: "Bạn có ý định trả tiền thuê nhà của tôi không?" Sau đó, trong video, anh ấy nói thêm, tôi đã tuân theo các quy tắc, tôi đã tiếp tục tuân theo các quy tắc và các bạn vẫn hết lần này tới lần khác trích dẫn cho tôi, nói với tôi rằng tôi phải đóng cửa doanh nghiệp của mình. Còn nhân viên của tôi thì sao? Đầu tháng này, thành phố Ventura, California, nơi có hàng ngàn nhà hàng Nick the Brick và Vivo House của Ben Happen đã đưa ra thông báo cho các nhà hàng nói rằng họ có thể mở cửa phục vụ đồ ăn mang về và giao hàng, nhưng họ phải đóng cửa trong nhà và ăn uống ngoài trời khi các ca nhiễm coronavirus trên toàn tiểu bang tiếp tục gia tăng. Ben Happen gọi đó là điều cực kỳ bất công khi các nhà hàng không thể kinh doanh bên ngoài theo lệnh lưu trú của tiểu bang California, trong khi các doanh nghiệp khác vẫn có thể như vậy. Ông nói, tôi tin rằng nếu đi chơi golf với một nhóm người và chơi golf là hợp pháp, nhưng nếu bạn đi ăn mà lan rộng ra nhiều virus hơn là hợp pháp, ý tôi là nó không có ý nghĩa gì và không được khoa học chứng minh. Ben Harbin nhấn mạnh hôm thứ Tư rằng các chủ nhà hàng đã tuân thủ các hướng dẫn về sức khỏe kể từ ngày đầu tiên. Cảnh sát trưởng California từ chối thả 1.800 tù nhân sau lệnh của thẩm phán, mối đe dọa nghiêm trọng đối với cộng đồng. Tin từ quận Cam, California, cảnh sát trưởng Don Barrett đã chống lại lệnh vô lý
từ một thẩm phán tòa án cấp cao địa phương ra lệnh trả tự do cho 1.800 tù nhân, bao gồm một số người bị nhốt vì tội giết người và lạm dụng tình dục trẻ em do virus coronavirus. Tôi không có ý định làm điều đó, thả những cá nhân đó trở lại cộng đồng. Tôi nghĩ họ là một mối đe dọa nghiêm trọng, Benes nói với Fox and Friends. Quyết định của tòa án được đưa ra nhằm đáp lại vụ kiện hồi tháng 4 do Liên minh Tự do Dân sự Mỹ đệ trình nhằm hỗ trợ bảo vệ những người tàn tật và dễ bị tổn thương về mặt y tế tại nhà tù quận Cam. Báo cáo cho biết nhưng Barnett dự định sẽ kháng cáo. Ông giải thích, chúng tôi đã thả 1.400 tù nhân cho đến nay kể từ tháng 3 cho những người phạm tội cấp thấp. Những tù nhân duy nhất còn lại hiện nay là những người tội phạm nghiêm trọng. Trong số những người dễ bị tổn thương về mặt y tế, 90 người trong số họ đang bị giam giữ vì tội giết người hoặc cố ý giết người, 94 người vì tội lạm dụng tình dục trẻ em. Theo lệnh, thẩm phán Peter Wilson viết rằng sự thờ ơ có chủ ý của Barnett đối với nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng đáng kể do lây lan COVID-19 đối với những người dễ bị tổn thương về mặt y tế đang bị anh giam giữ vi phạm quyền của họ. Mọi người trong cộng đồng đều có nguy cơ mắc COVID-19 ngay bây giờ, Bennett nói. Trước thẩm phán đồng thời nói thêm, việc không xem xét rủi ro đối với công chúng mà họ có mặt khi được thả trở lại cộng đồng. Tôi nghĩ không chỉ vô lý, tôi cho rằng nó khiến cộng đồng gặp rủi ro đáng kể. Cảnh sát trưởng cũng bác bỏ những tuyên bố của thẩm phán rằng nhà tù không thử nghiệm coronavirus hoặc cung cấp một môi trường an toàn. Mông Truyền xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt New Arizona và US. Tin Pennsylvania, một cơn bão lớn đang thổi vào trung tâm Pennsylvania ngày hôm thứ Tư và cơn bão có thể phá vỡ kỷ lục tuyết rơi vào tháng 12 của thung lũng Susquehanna được thiết lập vào năm 1961. Hiện tuyết đã rơi nhiều giờ trên toàn khu vực. Điều kiện dự kiến sẽ xấu đi vào chiều nay, việc đi lại sẽ trở nên khó khăn hơn. Có một cảnh báo bão mùa đông cho tất cả thung lũng Susquehanna và đi lên khắp các vùng của New England và ngay xuống Skyline Drive. Đây là một cơn bão khá lớn, không nghi ngờ gì nữa. Nhà khí tượng trưởng của WGAL Joe Cahill cho biết, trận bão tuyết tháng 12 lớn nhất mà thung lũng Susquehanna từng có là vào năm 1961. Cơn bão đó đã rơi dày 13.9 inch ở Harrisburg. Câu chuyện này có thể sẽ mang lại một số điểm tuyết dày hơn 14 inch. Tin New Jersey, cửa hàng drive-thru đầu tiên của Wawa sắp mở ở New Jersey. Wawa First Drive-Thru Store is about to open in New Jersey. Nếu bạn là người thường xuyên sử dụng Wawa, hãy thắt dây an toàn. Người phát ngôn của Wawa nói với New Jersey Advance Media, địa điểm lái xe đầu tiên của chuỗi hàng cửa tiện lợi nổi tiếng sẽ khai trương vào thứ Sáu tại New Jersey. Nó sẽ được đặt tại 570 Rankoska Road ở West Hampton và mở cửa lúc 10 giờ sáng. Việc mở cửa này xảy ra giữa đại dịch coronavirus, nơi các doanh nghiệp đã và đang triển khai nhiều dịch vụ đón và lái xe trên đường hơn để thúc đẩy sự xa rời xã hội. Chip Port gần đây cũng đã mở các điểm lái xe qua địa điểm mang thương hiệu Chipotle ở Edison, Paramus và Summer Point. Wawa đã liên tục mở rộng danh mục cửa hàng và gần đây đã mở các cửa hàng ở Harlem và Springfield. Đây là địa điểm thứ 900 của chuỗi. Theo trang web của hãng, cửa hàng tiện lợi nổi tiếng cũng sẽ mở thêm 3 địa điểm nữa vào đầu năm 2021. Chúng sẽ được đặt tại các thị trấn sau: Grand Forks, Route 28 and Carpenter Place, East Tarrytown, Route 35 North Meridian Way, Randolph, 502 Millbrook Avenue. Ngoài ba cửa hàng được lên kế hoạch cho đầu năm 2021, một cửa hàng Wawa và trạm xăng đã được phê duyệt cho đường 23 ở Van. Tin New York,
cập nhật về coronavirus giai đoạn 2 của New York tiêm chủng có thể bắt đầu vào cuối tháng 1. Coronavirus update. Thành phố New York hiện đang trong giai đoạn 4 mở cửa trở lại, bao gồm các vườn thú, vườn bách thảo, bảo tàng và phòng tập thể dục. Viện dẫn tỷ lệ nhập viện tăng, Thống đốc Andrew Cuomo đã đình chỉ việc ăn uống trong nhà ở New York City bắt đầu từ thứ Hai ngày 14 tháng 12. Sau khi ngừng hoạt động trong vài tuần, các trường công lập ở New York City đã mở cửa lại một phần vào ngày 7 tháng 12 cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5. Với những học sinh có nhu cầu đặc biệt sẽ có quay lại vào ngày 10 tháng 12. Một số phần của đảo Staten vẫn nằm trong tình trạng đóng cửa theo quy hoạch. Nhận câu trả lời cho các câu hỏi bạn có thể có với loạt bài Hỏi bác sĩ dịch tễ học của chúng tôi hoặc tìm hiểu thêm về các tùy chọn xét nghiệm New York City COVID-19 với người giải thích của chúng tôi. Dưới đây là một số đường dây nóng của địa phương và tiểu bang để biết thêm thông tin. New York City 311, đường dây nóng của tiểu bang New York 888-364-3065, đường dây nóng của tiểu bang New Jersey 800-222-1222. Khi New York bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho nhân viên bệnh viện và các cư dân và nhân viên trong viện dưỡng lão, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết giai đoạn 2 của việc tiêm chủng có thể bắt đầu vào cuối tháng Giêng. Chúng tôi muốn có mặt và sẵn sàng ngay khi nhận được phân bổ giai đoạn 2, Cuomo nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư. Khi nào chúng tôi nhận được phân bổ giai đoạn 2, ngay bây giờ chúng ta đang nói về có thể là cuối tháng 1 cho giai đoạn 2. Tiểu bang đang có kế hoạch xây dựng các trung tâm tiêm chủng trong khu vực do các hệ thống y tế được chỉ định phát triển sẽ đưa ra kế hoạch thiết lập mạng lưới các điểm tiêm chủng cho người dân đến tiêm phòng. Tại thành phố New York, Hiệp hội Bệnh viện Đại New York sẽ là điều phối viên trung tâm tiêm chủng. Hiệp hội sẽ đệ trình các kế hoạch khu vực lên Bộ Y tế tiểu bang trước tháng 1 để tiểu bang phê duyệt. Thanh Tâm xin kính chào quý khán giả. Tin Washington DC. Bão mùa đông tấn công khu vực DC với tuyết, có thể có 8 đến 12 inch về phía bắc, phía tây. Thứ tư có thể khiến khu vực DC có lượng tuyết lớn nhất trong gần 2 năm. Cơn bão mùa đông này sẽ mang một ít tuyết đến các khu vực của DC, nhưng các khu vực phía nam và phía đông DC có thể chỉ thấy mưa. Thông báo về thời tiết mùa đông sẽ có hiệu lực từ 10 giờ sáng thứ tư đến 1 giờ sáng thứ năm ở DC và các vùng của khu vực bao gồm các quận Arlington, Fairfax, Greenville, Liam và Montgomery. Người dân có thể mong đợi lượng mưa hỗn hợp và tổng lượng tuyết và mưa tuyết tích tụ từ 1 đến 2 inch. Dịch vụ thời tiết quốc gia cho biết, cẩn thận với điều kiện đường trơn trượt. Cảnh báo bão mùa đông sẽ có hiệu lực từ 7 giờ sáng thứ tư đến 4 giờ sáng thứ năm ở các vùng của Maryland và Virginia, bao gồm cả Winchester, các quận Fauquier, Loudoun, Redditch, Washington và Rappahannock và quận Montgomery phía trên. Đối với các khu vực phía đông xa lộ liên tiểu bang 95, trong khi bông tuyết sẽ khó có thể xuất hiện, nhưng mưa lớn sẽ không. Sau trận mưa hôm thứ hai và 1 đến 2 inch nữa vào thứ tư dự báo, lũ lụt có thể xảy ra. Các hạt của Rinchot, Annie Rindle, Charlie Convert và Chip Mary sẽ có một chế độ đề phòng lũ lụt. Tin Virginia. Khu học chánh Tây Virginia tổ chức ngày tuyết rơi để trẻ em gia đình có thể tạo kỷ niệm. Virus coronavirus đã loại bỏ rất nhiều vào năm 2020, nhưng đối với học sinh và giáo viên ở một quận Tây Virginia, virus không thể lấy đi ngày tuyết đầu tiên trong năm. Vào chiều thứ ba, trường học quận Jefferson đã công bố một lá thư nói rằng các trường học của họ sẽ đóng cửa hoàn toàn vào thứ tư vì ngày tuyết đầu tiên trong năm. Bức thư có chữ ký của giám đốc học khu, tiến sĩ Bondi Sagitson, nói rằng ngày nghỉ sẽ là cơ hội để gia đình tận hưởng thời gian bên nhau sau một năm
mất mát dường như vô tận. Từ nhiều thế hệ, các gia đình đã hân hoan chào đón ngày tuyết đầu tiên trong năm. Gibson viết, đó là thời điểm kỳ diệu được đổi mới bởi tất cả những điều tươi đẹp mà mỗi mùa đều lưu giữ. Một lời nhắc nhở về tuổi thơ có thể trôi qua như thế nào? Một cơ hội để ghi lại một số kỷ niệm với gia đình mà bạn sẽ giữ suốt đời. Vì tất cả những lý do này và nhiều lý do khác, các trường học của quận Jefferson sẽ đóng cửa hoàn toàn vào ngày thứ Tư, ngày 16 tháng 12, để tôn vinh ngày tuyết đầu tiên trong năm. Gibson nói thêm, việc đóng cửa đó bao gồm cả việc học ảo. Tin Hoa Kỳ. Nhiều nhân chứng làm chứng về sự bất thường trong bầu cử tại phiên điều trần Thượng viện. Các nhân chứng tại một phiên điều trần của Thượng viện Hoa Kỳ về những bất thường về bầu cử đã làm chứng về nhiều trường hợp bị cáo buộc gian lận bầu cử xảy ra ở một số tiểu bang. Một số cũng bày tỏ lo ngại về những thay đổi vào phút chót đối với luật bầu cử và các vấn đề khác mà họ cho là vi hiến. Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cho biết họ tin rằng gian lận đã xảy ra vào và việc nhìn nhận một cách trung thực vào núi bằng chứng ngày càng tăng và là cần thiết cho một nền dân chủ. Lưu ý rằng, nhiều người Mỹ cũng có những lo ngại tương tự. Một cuộc thăm dò của Politico được thực hiện sau cuộc bầu cử cho thấy 70% đảng viên Cộng Hòa không tin rằng cuộc bầu cử này là tự do và công bằng. Tuy nhiên, sự tin tưởng này vào cuộc bầu cử thực sự đã tăng lên đối với các đảng viên đảng Dân Chủ. Các thượng nghị sĩ Dân Chủ chủ yếu sử dụng thời gian của họ để tấn công phiên điều trần, tuyên bố rằng người dân Mỹ đã lên tiếng và đảng Cộng Hòa đang tung ra những thông tin sai lệch. Họ nói rằng các tòa án đã hủy bỏ nhiều vụ kiện tranh chấp kết quả. Nhưng các nhân chứng, bao gồm các chính trị gia như thượng nghị sĩ Rand Paul, chỉ ra rằng đại đa số bị từ chối vì lý do thủ tục, trái ngược với các phán quyết dựa trên thành tích hoặc dựa trên thực chất tập trung vào các cáo buộc gian lận. Thượng nghị sĩ Ron Johnson, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa và các vấn đề chính phủ của Thượng viện cho biết trong tuyên bố khai mạc rằng mặc dù cử tri đoàn đã trao cho ứng cử viên Phó Tổng thống Joe Biden 306 phiếu, nhưng một tỷ lệ lớn công chúng Mỹ không tin kết quả bầu cử tháng 11 là chính đáng. Theo các quan chức, nhân chứng và tố giác và chuyên gia dữ liệu, một số gian lận ở mức độ và những bất thường đã xảy ra trong bầu cử năm 2020, nhưng mức độ gian lận vẫn còn nhiều tranh cãi. Các luật bị vi phạm nghiêm trọng của Pennsylvania trước cuộc bầu cử, Stott nói. Cựu cố vấn độc lập Ken Starr đã làm chứng tại phiên điều trần của Hội đồng Thượng viện rằng những thay đổi vào giờ phút cuối của Pennsylvania đối với luật bầu cử trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 là vi phạm rõ ràng. Nguyên tắc ở đây là hiến pháp rất rõ ràng rằng các cơ quan lập pháp tiểu bang có đặc quyền xác định những quy tắc và luật này là gì. Starr nói với Ủy ban An ninh Nội địa và Chính phủ của Thượng viện vào ngày 16 tháng 12. Và đó là tôi phải nói rằng đã vi phạm rõ ràng và Pennsylvania và có lẽ những nơi khác nữa. Starr đang trả lời một câu hỏi từ thượng nghị sĩ Rand Paul về việc liệu trong tương lai các tòa án có phán quyết rằng các việc như các thư ký tiểu bang Pennsylvania và các tiểu bang khác thay đổi luật về việc bầu phiếu mà không có sự chấp thuận của các cơ quan lập pháp. Tôi nghĩ rằng có khả năng xảy ra, Starr nói. Mô tả của bầu cử năm 2020 là một cuộc bầu cử với việc sử dụng chưa từng có các lá phiếu gửi qua thư. Vấn đề này có thể tái diễn một lần nữa, ông nói thêm. Starr, cựu công tố viên, người dẫn đầu cuộc điều tra, luận tội và các vấn đề của cựu tổng thống Bill Clinton, trích dẫn phán quyết của tòa án tối cao về vụ Bush kiện với Gore vào năm 2000. Starr trước đây từng là thẩm phán vòng quanh tổng luật sư và là một phần của pháp lý tổng thống Donald Trump, cố vấn trong phiên tòa luận tội thượng viện. Johnson, các chuyên gia khoa học máy tính nên kiểm tra máy bầu phiếu. Các chuyên gia nên được phép kiểm tra các máy bầu phiếu để xem liệu chúng có được những kẻ xấu xâm nhập hay không, một thượng nghị sĩ cho biết hôm ngày 16 tháng 12.
các cáo buộc gian lận bầu cử đã dẫn đến một tỷ lệ lớn người Mỹ coi kết quả bầu cử năm 2020 là không hợp pháp. Thượng nghị sĩ Ron Johnson cho biết trong một tuyên bố khai mạc của mình trong một phiên điều trần về bất thường. Ông nói, những cáo buộc khó đánh giá nhất liên quan đến lỗ hổng trong máy bầu phiếu và phần mềm được sử dụng. Để xác định hiệu quả, mức độ và các máy bầu phiếu bị xâm nhập, mất chính hoặc các lỗ hổng bảo mật khác, các chuyên gia khoa học máy tính phải được tạo cơ hội để xem xét các cáo buộc này. Lời kêu gọi được đưa ra 2 ngày sau khi báo cáo sơ bộ về các máy kiểm tra các máy của hệ thống bầu cử Dominion ở quận Antrim, Michigan kết luận rằng các máy này được thiết kế có chủ đích và có mục đích với các lỗi cố hữu tạo ra gian lận có hệ thống và ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Các quan chức bầu cử Dominion và Michigan cho biết báo cáo này dựa trên những kết luận sai lầm. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi các bản tin của Big News Arizona và US. Và giờ này, tiếp theo chương trình Game Show Makeover, mời quý vị cùng theo dõi tiếp tục phần tiếp chuyện với chuyên viên thiết kế và tư vấn thời trang hàng đầu tại Arizona, anh Lim Lê Nguyễn. Chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Việt News Arizona và US, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Hôm nay, nhân cái mùa Giáng sinh, chúng tôi rất là vui được hân hạnh có sự góp mặt của anh Lim Lê Nguyễn, chuyên viên về thiết kế design hàng đầu tại Arizona đến với chương trình. Chào anh. Chào Bộ Phúc. Chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt News TV Arizona. Và trước hết thì cho Trọng Phúc hỏi cái công việc hàng ngày của anh như thế nào? Công việc hàng ngày của anh giúp cho mọi người được hơn. Giả sử như nếu mà tốt tới một cái cửa hàng mua đồ, thì chắc là một phần đó nó sẽ vừa làm với mình vừa vậy như tốt. Tốt cho tới gặp anh, tôi làm việc nó thích với cái người tốt. Và như vậy thì anh có thể cho biết cái cơ duyên nào đem anh đến cái nghề này? Nếu mà nói cái cơ duyên nó thì dài lắm, nhưng mà có thể nói là trước khi mà mình có một cái tiền lương nhỏ ở Việt Nam, rồi sau khi em cũng được đậu vào đại học, nhưng mà thì lý do là cái lúc đó là một người được học cái tính tiền lương vẫn nhưng em đang không được việc học, rồi không biết làm cái gì nó cũng như một năm rồi có nhà có nhà có đấy cũng chỉ may rồi có tiền may thì rồi từ lúc đó mình trở thành cái người mà may quá không may cho đến lúc nào mình cũng thầy. Và như vậy thì từ khi anh làm thợ may tới giờ này thì đối với anh thì trong cái nghề may thì có cái khó khăn gì dành cho anh nói riêng cũng như mà chúng ta thấy rằng đối với ngành may là cái khó của nó? Đối với anh cái ngành này nó không có cái gì khó anh được hết, bởi vì anh thích làm đẹp cho mọi người. Anh thật ra khi một người đó mình cũng dùng ngay cái việc mà thiết kế để mà mình vui hoặc là giảm stress hay là gì cũng là thông qua cái việc mình làm việc của mình nó giống như một may mắn cho mình, nó giống như một cái sở thích, cái hobby vậy đó. Và như vậy thưa anh, thì trong cái khi anh làm bên Việt Nam khi qua bên này thì anh có thể cho biết cái sự khác nhau của cái thời trang ở Việt Nam và thời trang ở Mỹ này, và đặc biệt là hiện giờ chúng ta anh thấy có những cái chương trình game show truyền hình ở bên Việt Nam và những thời trang còn lại bên đó với thời trang ở Mỹ này, thì anh thấy có những cái điểm gì khác nhau không? Hiện nay thì bên Việt Nam á cũng là được một cái đoạn giải thông qua những cái chương trình Facebook hay là những cái mạng internet, thì họ cũng đã tiếp xúc được nhiều với lại cái ngành thời trang của thế giới. Nhưng mà khi mình qua được ở đây nhé, mình phải nói là mình học hỏi được rất là nhiều điều hơn ở cái đất nước Mỹ này. Mọi thứ nó đều có cái tên là của nó, mình phải đi theo cái giống như là cái rule của nó thì mình mới đẹp hơn. Chẳng hạn như ví dụ như nếu mà mình mặc một cái quần suit nó có hai nút
mình chỉ gài cái nút ở trên thôi. Yeah. Chứ không có thể nào mà gài hai nút hết. Ở Việt Nam này có bao nhiêu nút gài hết? Đúng rồi. Rồi còn như vậy thì khi mà anh làm việc ở tại Hoa Kỳ đó, thì cái công việc của anh đó là chuyên viên để giúp đỡ cho những người đẹp hơn, đặc biệt trong lĩnh vực về áo quần. Thì anh có thể chia sẻ một tí về cái khó của cái nghề này, ngoại trừ là mình gặp gỡ cái người Việt của mình, người Mỹ, thì cái ăn mặc của họ, cái đồ họ mua đó, và mình phải chỉnh sửa thì nó có khó khăn cho anh không? Thực ra thì anh làm việc với những người thân thì những người Mỹ thì họ cũng đã không sống ở đây, từ sinh đẻ từ đây họ sống ở đây mà họ biết những cái vui về ăn mặc ở bên đây, thì họ khi họ tới thì chỉ biết họ đẹp hơn, với lại làm cho họ đẹp hơn, với lại làm cho họ người cái bộ đồ nó tích nó hơn, thì nó không có khó. Còn đối với Việt Nam mình á thì thỉnh thoảng cũng có khách Việt Nam thì anh cũng chỉ dẫn cho họ mua những cái đồ mà sau đó tiếp hoặc là mình còn nhiều hơn chút xíu cho họ phù hợp với cái vóc dáng nhẹ cho họ. Và anh có thể cho biết là với hiện nay đấy thì anh làm tại Nordstrom và anh là cái người như là thứ là the top 4 phải không anh? Thôi nói đó, thì mình là top 4 đó đi. Chỉ còn ví dụ như cái từ cấp 1 cho tới cấp 5 thì lúc nào anh cũng từ đứng ở trong đó hết, mình có cái tiền để mình cũng nó buồn qua anh cũng lên con này nó lên xuống trong khoảng đó đó. Nhưng mà không dưới hàng thứ năm. Dạ, ok, khá tốt. Như vậy thì khi mà bước vào trong đó thì người Việt của mình làm trong ngành này nhiều không anh? Bên thị trường Mỹ á. Cái chỗ anh làm á thì có một cái cô đó làm việc lâu hơn anh, nhưng mà hiện giờ thì cũng có một phần người Việt thế là. Thì anh có thể cho biết cái thời trang năm nay là mùa thu đông đó, thì cái thời trang đang tình hành của chúng ta là hướng tới là thời trang thế nào? Hiện nay á, cái thời trang của mùa thu đông năm 2020 á thì nó gây cái tình hình là chúng ta áo mưa như áo mưa thì cũng mưa. Hiện giờ thì đối với nữ á thì anh thấy có những cái bộ đồ animal print, yeah, là cái da thú đó, da thú với lại kim tuyến rồi, bling bling đó, cái thời trang gần giống như nó đi quay một vòng lại, nó chỉ có thay đổi một tí thôi, phải không anh? Yeah. Để mà cho nó lại cho mọi người nhớ lại cái năm đó. Như là những cái áo của áo đầm của nữ rất là dúng bèo được như vậy, trở về cái thập niên 80-90. Như là những cái lớp lớp váy đồ này kia đó. Rồi còn mấy cái boot đồ này kia thì sao anh? Boot á, thì hiện giờ rất nhiều quay trở về cái boot tốt như còn biết là trong cái mùa lạnh này, nếu mà muốn giữ được cái ấm cho cái đôi chân của mình thì mình có thể mang những cái boot cao một cái đồ nón, rồi mình kết hợp với những cái áo đầm ngắn chút xíu. Thì có thể mình có những cái áo lạnh. Thì anh thấy, anh có thể cho quý vị thấy là người Việt chúng ta tại Arizona này đó, khi mà đến với thời gian thì cái cập nhật của họ như thế này theo cái nhìn chung của anh trên FB và trên Facebook. Thường á thì người Việt của mình á thì phải đó là họ đi theo cái gì xem. Thì họ thường đi theo cái thời trang, cũng theo thời trang, họ phải nói là cũng có thời trang, nhưng mà đa số thì phải sale thì họ mua, thì đôi khi may mắn thì có được những cái mẫu thời trang thì nó phù hợp với người Á Châu. Còn nếu không thì nó sẽ hơi sẽ làm cho mình nó không có đẹp lên, mà nó làm cho mình nhìn nó hơi lạ kỳ. Nhưng mà anh nghĩ thì hiện giờ cái thời trang á, thì nó hơi phong phú chút xíu, nên có hơi dị chút xíu cái đồ mình là nó nổi hơn bắt chước. Dạ đúng rồi, là bởi vì thời trang là một cái gì đó mà nếu mà nó hợp gu với một số người thì bỗng nhiên nó là sẽ phát lên liền nên thành ra là đôi khi cũng là cái mà nó tạo cái phá phong cách cho một số người.
Thì đối với anh, khi nói đến về thời trang thì anh nghĩ thế nào về hàng hiệu? Hàng hiệu thôi, anh thích hàng hiệu lắm. Bởi vì phải nói thật sự khi mà mình mặc một cái đồ hiệu thì mình chứng minh được mình thành công mới có tiền mua được đồ hiệu. Nhớ là đồ hiệu thiệt đó nha. Nhưng nếu mà nói về một cái mặt khác, không phải ai cũng mua được đồ hiệu hết nha. Thì anh nghĩ là mình chọn được những cái bộ đồ phù hợp với cái vóc dáng của mình thì nó hay hơn là mình chọn những cái bộ đồ mắc tiền nhưng mà nó không hợp với mình, còn không vừa vặn, không phù hợp với mình. Yeah. Thì trong những cái mẫu thiết kế hay là những cái designer đó thì nó có đi theo từng cái dòng design của mỗi người, thì anh thấy cái dòng design nào nó phù hợp với người Á Châu mình hơn? Đồ nam á. Xin lỗi. Anh thấy hiệu Hugo Boss là not slim fit. Not slim fit. Nhưng mà hiện giờ á thì anh thấy hiệu Tech Baker nó popular hơn, nhiều người thích nó hơn. Yeah. Mà cái giá thành của nó cũng tương đối. Yeah. Có thể mình mua từ 300 cho tới 700 một bộ đồ suit. Còn đối với nữ thì đồ Tech Baker nó cũng có một cái dòng riêng về cho đồ nữ. Thì bà xã anh còn mặc được cái Tech Baker thôi. Thì anh thấy cũng rất là phù hợp với vóc dáng của những người Á Châu. Và thưa anh, trong cái chương trình sắp tới thì chúng ta sẽ hỗ trợ cho người Việt ở các nơi, đặc biệt ở tại Arizona về cái chương trình Makeover, nghĩa là giúp cho họ lựa chọn những bộ đồ phù hợp hơn với cái dáng vóc, cái công việc làm của mình. Thì anh có thể cho biết cái ý kiến của cái chương trình này như thế nào, và anh cảm giác rằng cái chương trình này sẽ giúp đỡ được gì cho cái người Việt chúng ta? Anh nhớ anh có đọc câu ở đâu đó mà nói là không có gì cô bị xấu, bị xấu thì có nhiều người thì không biết tình trạng. Thì thật sự ra mình phải cảm ơn cha mẹ ông trời cho mình được một cái được sinh ra ở đây. Còn cái mà đẹp hay là không đẹp á thì phải nói là thì theo cái nhìn của người đối diện, trong mắt người đối phương đó. Đúng rồi, mình cố gắng mình che những cái kiến thức của mình và mình đưa ra cô ra những cái đẹp của cơ thể của mình đó. Thì anh nghĩ là công việc của anh là giúp cho mọi người đẹp hơn. Là anh cũng có một cái website kêu là Make You Look Good With Lee. Make You Look Good With Lee. Yep. Yeah. Lee là cái họ của anh đấy. Yeah. Và những quý vị có thể, nếu mà trong ngoài cái chương trình Makeover, quý vị sẽ thấy anh Lim của chúng ta sẽ chia sẻ hướng dẫn những thí sinh từng bước một, từ khi chọn đồ mà chuẩn bị trang phục này kia, để chúng ta có thể nắm bắt được một số cái thông tin về thời trang. Thì quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với anh Lim để có thể nhận sự cố vấn giúp đỡ từ anh. Thì cái số điện thoại nào có thể liên lạc được với anh? Số điện thoại liên lạc với anh là 480-765-7973. Và đối với anh thì cái thời trang mà chúng ta đang gặp đây đó, thì năm 2021 qua tới cái mùa xuân đó, thì nó có cái chiều hướng gì khác hơn không? Nếu mà anh nói là cái mình sẽ nhìn xa hơn một tí. Thì thời trang của năm nay thì cái gì nó cũng hơi to ha. Dày thì góc vuông, mũi dày thì nó square lại, nó kêu là square phone. Rồi sẽ có những cái sự thay đổi mới là để dùng đi một bản to. Còn tất hàng to đó. Những cái gì như một bản to, ngay cả những cái đồ đôi bông tai á, nó kêu là hot earring, có nghĩa là nó hơi bự lên. Wow. Yeah. Còn về cái clutch để cho mình chọn mà khi đi về tiệc đó. Yeah. Thì nó trở nên mềm mại hơn chút xíu, chứ nó không phải cứng như cái dạng đó. Nhưng ngược lại là cái handbag thì nó lại là cái dạng hộp gì đó. Cái hộp khối giật gì đó. Yeah. Khối hình chữ nhật hoặc là khối hình tròn đó. Thì là nó cái thời trang của năm nay nó sẽ là như vậy. Yeah. Như vậy thì đối với nam thì nó có thay đổi nhiều hay không? Đó là nữ, đối với nam thì có thay đổi nhiều hay không?
Nam á thì chỉ có là làm việc quá thôi, suốt là từ 1 cho tới 2 và màu á thì theo từ thân mình thì mình phải thay đổi một bản thân có hơn một chút xíu nhưng mà theo anh thì anh rất là quan trọng về cái màu sắc là mình nếu mà mình có trường hợp mình tự như vậy đó là mình cảm thấy mình đổi qua đổi lại mình cảm thấy đủ rồi, còn nếu mà mình tự những cái màu sáng quá đôi khi nó rất là màu cũ với lại khó tiết kiệm. Như vậy quý vị nào có những cái thắc mắc gì riêng về cái lĩnh vực thời trang hãy liên lạc với anh Liên để có được tư vấn giúp đỡ. Quý vị nào đang chuẩn bị trong khi gọi là cái mùa cưới yên ư của mình á, thì cô dâu chú rể vẫn có thể đến liên lạc với anh để có thể chuẩn bị cho mình những bộ đồ cưới rất là đẹp. Và anh không phải chỉ chuyên về áo vest, áo dạ, áo đầm còn áo dài nữa không chú anh? Dạ. Thì trước đây cũng nhờ Tân Phúc thì cũng đã giới thiệu rất là nhiều người đẹp tới để anh thiết kế là những cái bộ như vậy. Cũng may mắn một điều là những cái người mà mặc những cái áo dài của anh làm ra thì họ đều đọc được những cái giải hoa hậu hoặc là á hậu. Dạ, một lần nữa cảm ơn anh Liêm, chuyên viên thiết kế design hàng đầu tại Arizona đến với chương trình Talk Show ngày hôm nay trong cái lĩnh vực quay quanh về cái lĩnh vực thời trang cũng như chuẩn bị cho cái chương trình Makeover. Và chúng ta sẽ thấy chính tay của anh sẽ chuẩn bị cho các chương trình chúng ta hoàn thiện, trở nên đẹp hơn, tốt hơn cho cái chương trình. Chúc quý vị tham dự chương trình đừng quên theo dõi chương trình của chúng ta mỗi thứ sáu hàng tuần. Một lần nữa cảm ơn anh Liêu đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Tổ Phúc, cảm ơn quý vị đã theo dõi để nói chuyện với anh em. Đừng xóa nữa nha anh hai. Cảm thấy mà ngứa tay là xóa à. Hồi nãy cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Việt News Arizona và US, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân và đừng quên bấm nút subscribe cũng như chia sẻ video đến cho mọi người. Chân thành cảm ơn.